Những ngày đầu tháng 3, về thăm trường tiểu học Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, chúng tôi đã ghi nhận được không khí tưng bừng phấn khởi của ngày hội học sinh tiểu học năm học 2018-2019 do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Việt Yên và Lạng Giang tổ chức. Về dự ngày hội, đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang có đồng chí Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên phòng tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ quản lý trường học của các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Việt Yên, Lạng Giang, thành phố Bắc Giang. Ban đại diện cha mẹ học sinh của các nhà trường, các bậc phụ huynh của các lớp. Đặc biệt tham gia ngày hội có gần 2.000 bạn học sinh của các nhà trường thuộc 3 huyện thành phố. Mở đầu ngày hội diễn ra sôi nổi các tiết mục văn nghệ chào mừng của các em học sinh đến từ thành phố Bắc Giang. Màn hát múa liên khúc Trái đất này là của chúng mình, thiếu nhi thế giới liên hoan, nhạc hiện đại Modern Talking, múa dệt lụa, đơn ca Bống bống bang bang. Màn hát múa thiếu nhi sẵn sàng đã để lại ấn tượng sâu sắc với phần trình diễn được chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Thái, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang, trưởng ban tổ chức đã nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích của việc tổ chức ngày hội học sinh tiểu học, đồng thời khuyến khích các em tự tin, đoàn kết trước khi tham gia các hoạt động trong ngày hội. Kính thưa quý vị đại biểu, ngày hội học sinh tiểu học với mục đích nhằm tạo ra một sân chơi rộng và bổ ích cho các em học sinh tiểu học hình thành và phát triển năng lực phẩm chất cần thiết, góp phần giáo dục toàn diện học sinh, tạo môi trường để các thầy giáo, cô giáo trong các huyện, thành phố trao đổi về kinh nghiệm thực tế giảng dạy trong các môn học, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, giúp các cấp quản lý có cái nhìn tổng quát về bức tranh chất lượng giáo dục toàn diện, từ đó có định hướng chỉ đạo dạy và học trong trường tiểu học, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quá trình giảng dạy và giáo dục học sinh. Với tinh thần giao lưu và đoàn kết, vui tươi và chia sẻ, thầy chúc các em học sinh bước vào sân chơi vui tươi, phấn khởi, tự tin để đạt nhiều kết quả tốt và các em đều là người chiến thắng. Cuối cùng, một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, tôi xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi xin tuyên bố khai mạc ngày hội học sinh tiểu học cụm số 3 năm học 2018-2019. Hoạt động của ngày hội diễn ra với nhiều nội dung phong phú. Phần 1, màn chào hỏi, giới thiệu về huyện, thành phố và hoạt động tập trung của các em học sinh diễn ra nhịp nhàng với các tiết mục đặc sắc. Mỗi màn chào hỏi của các em đều mang âm hưởng riêng, đặc trưng riêng của vùng miền và đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các em học sinh, thầy cô giáo, đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân.
Phần 2 diễn ra nhiều hoạt động phong phú tại ba góc. Thì Trạng Nguyên nhỏ tuổi thì viết, vẽ, các hoạt động thể thao vui chơi. Phần tranh tài thu hút sự quan tâm đặc biệt của các em học sinh và các bậc phụ huynh là Trạng Nguyên nhỏ tuổi dành cho các em học sinh khối lớp 5 và góc viết, vẽ dành cho các em học sinh bậc tiểu học. Ở đây không chỉ tái hiện lại không khí thi cử, khoa bảng một thời, mà còn khơi dậy trong các em học sinh niềm đam mê nghệ thuật, khám phá kiến thức. Góc Trạng Nguyên nhỏ tuổi và góc viết vẽ đã thực sự trở thành một sân chơi giao lưu và thể hiện tài năng cho các em học sinh mà các em đã được học trong chương trình và tìm hiểu thế giới xung quanh em. Với mục đích giao lưu, học hỏi, các em đã tự tin thể hiện bản thân thông qua bài viết chữ đẹp và bài thi tìm hiểu kiến thức các môn học trong thời gian 35 phút. Đặc biệt trong ngày hội, quý vị đại biểu khách quý đã được tham quan góc sáng tạo với các sản phẩm do chính đôi bàn tay khéo léo của các em học sinh thực hiện. Tại góc thể thao, các em ở 3 huyện thành phố đã được tham gia thi kéo co, thi nhảy dây và chạy tiếp sức. Các em tham gia dự thi vô cùng say sưa dưới sự cổ vũ và reo hò của khán giả. Tinh thần động viên của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh để các em hoàn thành phần thi của mình một cách xuất sắc. Sau phần thi tại các góc là phần giao lưu, chơi tự do với các trò chơi dân gian, trò chơi tiếng Anh, múa sạp của quý vị đại biểu, giáo viên và tất cả các học sinh tham dự ngày hội. Kết thúc ngày hội, các thầy cô giáo đại diện cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo đã trao thưởng cho các em học sinh tham gia giao lưu các hoạt động trong ngày hội. Ngày hội học sinh tiểu học với tinh thần giao lưu đoàn kết, các em học sinh bước vào sân chơi phấn khởi, rộng lớn và bổ ích, hình thành và phát triển năng lực phẩm chất cần thiết, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo môi trường để các thầy cô giáo trong các huyện thành phố trao đổi về kinh nghiệm thực tế giảng dạy trong các môn học, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, giúp các cấp quản lý có cái nhìn tổng quát về bức tranh chất lượng giáo dục toàn diện, từ đó có định hướng chỉ đạo dạy và học trong trường tiểu học, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp của gia đình, nhà trường và xã hội trong quá trình giảng dạy và giáo dục học sinh. Ngoài ra, ngày hội còn có ý nghĩa đánh giá kết quả các môn học toán, tiếng Việt, tự nhiên xã hội, khoa học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, v.v. Đồng thời, giúp các em có cơ hội để tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng và kỹ năng sinh hoạt tập thể. Ngày hội học sinh tiểu học đã thành công tốt đẹp, phát huy được sự sáng tạo của giáo viên và học sinh, thu hút được sự quan tâm của lực lượng phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Các em học sinh được tham gia ngày hội với không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tạo hứng thú trong học tập cho các em để mỗi ngày các em đến trường là một ngày vui.